Rồi bạn thì hiện tại mình đang tham dự một cái buổi sự kiện ra mắt tất cả những dàn sản phẩm của bên Vincent, và đặc biệt đây là nhân vật chính ha. Thì bữa sau mình sẽ nói sau, thì hiện tại là sự kiện vẫn chưa có bắt đầu, cho là mình đang tranh thủ tới sớm để mình nói cho nó dễ, cho nó rõ, tại vì nó hồi mà đông quá mình sẽ không nói được. Rồi thì mình sẽ di chuyển qua đây trước ha. Thì đây là tất cả những cái dàn sản phẩm mà Vincent đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam, và nó là rất là nhiều bạn nha, rất là đa dạng. Thì Vincent là một cái thương hiệu dịch vụ kiện, nó nổi tiếng quá rồi, mình sẽ không cần phải nói lại nhiều nữa. Thì ở đây mình đã có cái gì? Thứ nhất là mình sẽ có những cái củ sạc nhanh, kích thước nhỏ gọn và có dùng xài cái công nghệ chuẩn GaN mới, nó sẽ giúp gọi là mang lại một cái công suất nó cao nhưng mà vẫn đảm bảo là có một cái nhiệt độ nó ổn định nè, kích thước nó nhỏ gọn hơn so là những cái củ sạc bình thường. Thì đó là về những cái sản phẩm củ sạc ha. Mình thấy có cục 30W nè, hay là chúng ta có một cái cục là 65W. Thì hiện tại mình đang xài cái củ sạc này, mình đã có bài viết cũng như là video rồi, bạn đi xem lại ha. Cục này tới 70W lận, và cái thiết kế của nó thì rất là gọn, hai cổng C, một cổng A. Thì cái cục này dư sức bạn sạc được cho cả một con laptop Windows 60W hay kể cả là một chiếc MacBook đó, gọn lắm, xách theo con này. Hay bạn nào mà muốn gọn hơn thì đây, cái cục này thì nó sẽ dành cho những bạn nào mà có một cái diện tích nó nhỏ mà khi mà cắm vô ổ cắm điện á, nó sẽ bị chiếm diện tích môn, thì cục này nó dạng dẹt, nó sẽ không bị cứng. Rồi nhỏ thì cho mẹ ở đây thì mình thấy là có thêm một số những cái cục sạc công suất nó nhỏ hơn là 20W, nhưng bù lại thì nó sẽ có nhiều cái màu sắc để bạn tùy chọn. Thì nếu như bạn nào mà chỉ xài một thiết bị thôi á, thì bạn chỉ cần mua những cục này là đủ rồi, không cần phải mua thêm. Còn ở đây mình sẽ có thêm một số những cái phụ kiện, như là mình có những cái dây cáp mà dạng cuốn gọn á, và nó cũng thiết kế nhiều màu sắc ha, thời trang đây ha. Mình sẽ lấy ra bạn coi thử đó, đây là dùng cổng A ha, và nó sẽ ra một cái cổng khác cũng là khá là cụ te, hình giống như là chọc nước hay gì đó bạn ha. Những cái thương sẽ có một số những cổng chuyển nằm đây đó. Rồi mình sẽ thu gọn lại như thế này. Tiếp theo là mình sẽ có một số những cái thiết bị liên quan về ổ cắm du lịch, như mình có cục này đây ha. Thì những ai mà hay đi công tác nhiều á, thì cái cục này nó sẽ rất là lợi thế, nó sẽ gọi là phù hợp lại rất là nhiều những cái thị trường khác nhau để bạn xài. Rồi ở đây mình có thêm một gì đây, một cái cục sạc cũng là 65W, nhưng mà nó là thiết kế nhìn nó hầm hố hơn ha, nhiều cổng hơn để bạn xài sạc được cho nhiều thiết bị. Hay là chúng ta có cả một cái phiên bản phiên bản màu tím mình dễ thương nè, iPhone lên nè. Bạn nào mà mê truyện tranh thì sẽ biết cái style này. Chúng ta có để sạc không dây đây, để sạc không dây thì cũng khá là đa dạng mẫu mã ha, và có luôn cả những cái đế mà bạn sạc được cho nhiều thiết bị cùng lúc, từ điện thoại nè, đồng hồ cho đến cả là tai nghe, và cái mức giá bán nó cũng rất là dễ tiếp cận. Thì ngoài phụ kiện ra thì Bixen còn có làm luôn cả tai nghe đây ha. Thì ở đây mình có dòng B1, C2 ở đây, và có cả những dòng tai nghe thiết kế dạng mở như này nữa, thì bạn có thể mình trải nghiệm thử. Rồi thì khi mà nhắc tới Bixen thì cái thế mạnh của Bixen là về pin. Thì ở đây mình có là về pin dự phòng ha, và nó cũng rất là đa dạng về mẫu mã. Ở đây mình có anh Tâm nè, bên Media nè đó, cũng xài nhiều đồ của Bixen đúng không anh? Đúng rồi, đó, đó. Này thì, có bán rẻ thì mua luôn. Ok, xúc luôn phải không? Thì ở đây mình thấy là có những cái thiết kế nhìn nó rất là đặc biệt ha, nó khác với lại so với những cái loại pin dự phòng mà thấy ở ngoài. Đây dự phòng mà giống cái loa vậy, nhận giống cái loa mà không anh bởi giải đẩu rồi thấy chưa đó, pin dự phòng mà thiết kế giống cái loa nhỏ gọn ha, và có luôn cả những cái loại pin mà có thích hợp mắc xếp để bằng sạc cho những cái chiếc iPhone từ 12 series trở lên. Thì là mình có những loại pin như thế này, thì cái lợi thế của pin này thì nó sẽ có tích hợp sẵn hai cọng dây để bạn sạc được cho cả Android và cho iPhone luôn mà không cần phải mang theo sợi cáp. Rồi đó là về pin dự phòng. Ở đây mình thấy có một cái gì nữa đây, cái này chắc mình nghĩ là một cái máy gọi là ta tạo độ ẩm quá đúng không em, mới tạo ẩm không đó, một cái máy tạo độ ẩm. Rồi đó là về cái phần phụ kiện củ sạc, cáp sạc. Tiếp vào đây đó là sẽ có về pin. Thì Vincent cũng có thiết kế những cái loại pin dự phòng mà dạng như là vỏ trong suốt, một cái trend hiện nay ha. Nên có mẫu này, thì cái mẫu này thì mình thấy là nó cũng đẹp nè, công suất nó cũng vô đây 20.000 mAh và 100W, dư sức bằng sạc được cho cả một con MacBook, thậm chí là những con laptop gaming á mà xài cổng C 100W thì vẫn dư sức cân được ha, thoải mái. Rồi thì đó là về pin dự phòng. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới nhân vật chính trong cái buổi event ngày hôm nay, là một cái chạm sạc di động đa năng ha. Đây dòng Bixen Aurora GaN Ultra All in One. Thì bây giờ mình sẽ nhờ một bạn bên Bixen gọi là khui trước cho bạn coi thử nha. Mình giới thiệu luôn, đây là bạn Tuấn Anh. Giờ mình khui ra. Mình sẽ giúp bạn mời em. Rồi. Rồi giờ okay. Cái này nó sẵn nó sơ sơ chút xíu về cái sản phẩm mới này cho anh nghe đây thử. Hôm nay mình một nhân cách rất khác, sẽ là đại diện cho truyền thông của Pisen. Thì hôm nay Pisen sẽ ra mắt một cái sản phẩm chạm sạc, con này là chạm sạc tên rất dài như anh em đang thấy ở đây,
Thì điều đặc biệt là thứ nhất, con chạm sạc này chưa ra mắt trên toàn cầu, chỉ mới lên Kickstarter thôi. Và hôm nay thì Pisen đã lựa chọn thị trường Việt Nam để ra mắt đầu tiên trên thế giới. Và chạm sạc này thì anh em thấy một thiết kế rất là ngon, và quan trọng là Pisen đã nghiên cứu rất kỹ để lựa chọn, đó chính là output lớn nhất cho một cái kích thước như thế này sẽ là 140W để đảm bảo độ an toàn cho thiết bị. Nên cái output lớn nhất đây là cổng C sẽ là 140W. Đấy, chưa kèm thì ở trên sẽ có đây là một cái sạc MagSafe gắn lên, quá đẹp, đặt trên bàn luôn. Bây giờ thì lương mình không cao nhưng thôi cứ bóc thì sợ quẻ gì nhỉ. Kia là nó luôn. Không, đây là một cái bản rất khác luôn anh ạ. Đây, ok. Anh em sẽ thấy một cái chất lượng build cực kỳ ngon. Ngon vậy. Đây, màu vàng, rất là ok luôn. Ngon chưa? Thì trước đây mình ta có xài qua cái cục này rồi ha. Mình đã mang nó, mình đi phượt Đà Lạt các bạn, đó của bên kia các bạn ha. Đó, đây là phiên bản đầu tiên của nó. Xài rất là ngon nha, rất là ok luôn. Mình thấy rất là cao cái mẫu đó. Thì bây giờ đây là cái phiên bản, có thể xem là nâng cấp của nó. Đây, ok. Một dây cực kỳ to, không sợ luôn, vấn đề gì luôn. Anh em sẽ có, em chỉ khoan nha, MagSafe. Dính chứ. Chặt. Đấy, có rơi thì cũng không sao, không phải máy mình. Sò. Đó, xong ở đây anh em sẽ có thêm một cái đầu này. Cực hay không? Đó là cái đầu này, ví dụ như chẳng may mà những cái con đồng hồ á mà anh sẽ không đặt được nó vừa ở đây vì nó bị lõm xuống, thì ở đây có cái cổng C, anh em cắm vào đây để ra sạc. Cái này là thiết kế thông minh này, module nè. Cái này mới nha, cái này mới, cái này mới. Được luôn anh. Ngon. Ngon. Đó. Và ở đây thì sẽ vẫn là cổng A. Đơn giản, xong hai bên sẽ là hai cái cổng để anh em cắm ra những cái ổ cắm rời. Đó, chuẩn bị cực kỳ ngon. Còn ở đây sẽ là ba cổng C. Và đặc biệt là đây chưa cắm được nguồn nên đây là nút. Khi mà anh em cắm điện phát, anh em bật thì nó sẽ có cái đèn led đây nó sáng lên. Đó, và quan trọng là cái cơ chế của con máy này, khi mà anh em cắm điện vào rồi thì như bình thường mình cắm củ sạc đúng không? Là cắm vô phát là nó cứ điện liên tục, còn con này khoảng trong thời gian em không nhớ chính xác nhưng mà mấy chục giây đấy, nếu không có thiết bị nào sạc nó sẽ tự ngắt sleep để đảm bảo an toàn. Đó, nên cơ bản đấy, thông tin về cái sản phẩm như thế thôi, còn chi tiết thì chắc là chờ anh em xem đánh giá của anh Phước cũng như là anh em media khác. Thì nãy giờ là bạn Tuấn Anh bên Vixen chia sẻ, bây giờ là mình tới cái cảm nhận của mình nha. Đầu tiên là rõ ràng là thiết kế của con này là nó khác hoàn toàn so với lại cái thế hệ đầu tiên. Thì hiện tại là bên cái dòng mới này nó chỉ có những cái phiên bản về màu sắc thôi, còn ở thế đầu tiên thì nó sẽ được hợp tác với lại cái dòng truyện tranh nổi tiếng đó. Thì bạn thấy mình xem sơ lại một lần nữa ha, đây mình sẽ có là hai phiên bản hợp tác là bộ truyện tranh nổi tiếng bên Nhật nè, và thêm một cái bản gọi là bình thường cơ bản nhất. Còn về tính năng thì như nhau nha, nó chỉ khác nhau về cái thiết kế tay bên ngoài thôi. Thì đối với cái dòng thứ hai này thì mình cảm nhận là nó đẹp, nó hầm hố, nó hiện đại, và đặc biệt đó là cái phần đế này nè, thì hãng làm cho nó nhìn nó chất hơn ha, những cái xịn hơn, và có cả một cái móc nữa đây để và khi mình mở lên á, nó một cái thế bạn mở nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi cái thứ hai nữa là lúc này á thì mình thấy nó cũng hay nè, đó ngắt điện ha, cũng xịn sò, 140W luôn, khá là xịn. Và mình thấy rõ ràng đó là Pisen á, là do là cái cục này á, hai cái phần hai bên sẽ có ổ cắm điện để mà xài cho những cái thiết bị lớn như là kể cả bếp từ nè, rồi công điện nè, hay là quạt nữa, đâm ra là nó phải cần một cái sợi cáp dây điện á, nó phải dày, nó phải dày như thế này nè, để mà khi bạn xài những thiết bị như thế á, nó sẽ không bị nóng và nó bị chảy gây chập hay là bị ảnh hưởng. Thì đó là cái đánh điểm đánh giá rất là cao. Hay kể cả những cái mối nối đây nè, Pisen họ làm cũng rất chỉnh chu. Đây là sạc ba chấu ha, thì đây là một cái điểm bạn có lưu ý là bạn sẽ phải mua một cái cục chuyển để bạn chuyển sang hai chấu để phù hợp với lại thị trường Việt Nam. Thật ra thì cái này bạn mua có mấy ngàn à, mua về là xài thôi đó. Và thêm một cái ổng A nằm đây nữa mà nói chung là nhìn là xịn sò. Nhưng mà cái mình thấy hay á là có một cái đế nè bạn ha, cái này mình thấy hay nè. Đó, hồi nãy bạn Thanh tôi cũng chia sẻ là cái này hay. Thì nếu như bạn mà có đeo hồ á đó, và bạn muốn sạc không dây mà cái đế là không hợp á, bứt ra ha, rồi nó có một công xí đây, cắm vô đây là xong, sạc được trong hồ luôn đó, kể cả ở một quát luôn nha, sạc được hết. Thì đây là một cái điểm mình thấy ok đó, xịn rồi đó, quá xịn sò luôn. Thì bên Pisen thì họ cũng sẽ có thêm một cái miếng như thế này. Đây ha, mình thấy bạn coi ha, nó tương tự như là thế hệ trước thôi, một cái miếng kim loại như thế này để bạn dán vào những cái mặt lưng cho điện thoại mà không có chỗ bắt xếp á, để mình sạc không dây nó sẽ bám chắc hơn, tốt hơn rất là nhiều. Và Pisen họ cũng đã in một cái hình sơ đồ ở đây mặt cắt để bạn thấy được chi tiết bên trong đó, một cái bộ đầu lòng bên trong của nó ha, xem cận cảnh như thế nào. Ok, thì mình đã xài cái thế hệ đầu tiên rồi, cho nên là mình nghĩ là với cái thế hệ thứ hai này á, nó vẫn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì nếu như mình có cơ hội mình sẽ xài nó một thời gian, mình sẽ chia sẻ bạn
kỹ hơn sắp tới ha. Thì bạn nghĩ sao về cái sổ này thì bạn chỉ việc comment bên dưới, và đây chỉ là phần 1 nha. Phần 2 mình sẽ có một clip nữa, đó là chia sẻ về cái khả năng thay pin cho iPhone. À cái này cũng hay rồi nha. Rồi các bạn đón chờ ha. Chào bạn.